xin giới thiệu đến tất cả anh em. Hôm nay bên em có về một cặp lo, dòng lo Onkyo này bắt lỡm nghe anh em. Cặp lo này là trong dòng lo vi tính, cái này lo vi tính này, cặp này thấy là dòng Onkyo loại gì, loại dòng nhỏ này là nó là đỉnh nhất trong các lo vi tính nha anh em. Cái Onkyo nhiều đời, như cái đời này đời cuối là phải. Đó, cặp này cũng đúng các anh em. Đây em giới thiệu luôn. Onkyo GX 500 HD 40W, điện 100, hàng made in Malaysia. Và đây ngõ dưới, ngõ ga nó đây, ngõ sub out gồm mình nhìn mình để mình ghép mấy cái sub rời các anh em. Và đây là ngõ in A và B và ngõ optical vào. Đây là cặp lo này là cái vỏ nó bị chảy xước nhiều thôi nha anh em, chảy xước nha, bị chảy xước thôi chứ nó không có sao. Nói chung là cặp này là trong dòng lo vi tính nó đỉnh nhất trong ngang đó các anh em. Và đây giới thiệu luôn, đây là dòng lo chép đơm, chép này tiếng rất là bén nha anh em. Và đây là bách lõm, bách lõm gân nó còn, nói chung cặp này là rất là mới nhưng mà do vẫn chỉ ngoài nó chày thôi, đi chày 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 nha anh em. Thì có chạy thì mấy anh em mua nào mà về là để gia đình xài không sao, nhưng mà buôn bán là phải làm lại mới bán được. Này gân nó là gân nó còn rất là mới nha anh em. Cái cặp này rồi nói chung là lo là còn đẹp trong lành. Rồi sau đây em test chất âm cho anh em nghe. Dòng này lo vi tính nha các anh em, có thể làm lo lo kim âm, nhưng cái dòng này chất âm nó rất là hay nha anh em. Và sau đây anh các anh em sẽ nghe chất âm đó nha. Anh sinh bị đá nghi tên người sao